Hello, chào mừng các bạn đến với tựa game Run City. Mình là Sunita đây. Và chuẩn bị chiều nay thì sẽ ra Divine Pass mới rồi các bạn ạ. Divine Pass chuẩn bị trở lại với chúng ta. Cái đó thì phải đợi tới chiều các bạn. Và nghe đồn là có thêm cái Habitat Divine Pass sẽ xuất hiện cùng luôn nha các bạn. Khá là ngon. Nên là bạn nào muốn mua Divine Pass thì cứ liên hệ mình nha. Con đảo này thì mình xong nhà bua rồi nè các bạn ạ. Một con đảo xong nhà bua rồi, giờ tiếp tục mình sẽ vẫn tiếp tục xây nhà bua để thay thế cho những cái môi trường của đây, môi trường của con Boss City, môi trường đất, rồi môi trường của con Negative là môi trường lá, bạn sẽ thay hết bằng nhà bua, tại vì nhà bua thu nhiều vàng hơn, nhà bua thu tới 240, mấy nhà nó có 40 đến 10 ngàn à, nên thành ra nó khá là ít các bạn. Để từ cứ tiền cứ xây dần 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 dần, tiền cứ xây dần 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 dần, xây nhà thu, đợi một thời gian nữa chắc mới xong á. Hiện tại mới một đảo à, còn hai đảo nữa, tương ứng với khoảng 16 với 18 là 32 cái, 34 cái chứ, 34 cái nữa bạn ạ. Rồi và hôm nay cũng là ngày cuối của sự kiện Tower of Dream rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi ha. Ở sự kiện này chúng ta chủ yếu đi nhặt hết những cái rương này các bạn, Dream Chest. Rồi còn cái rương kia thì chứa con Forest Dragon, con nó thì cũng ít ngon các bạn, con nó có hai hệ Legend với Titan. Con nó giống Titan trong cái phim gì? Phim Attack on Titan nữa. Hai bước. Rồng thì đôi khi có một số con bị đổi ngoại hình các bạn, có một số con thì bị đổi tên. Còn con Forest này là nó bị đổi ngoại hình cũng như đổi tên luôn rồi mà. Forest này nè, hồi xưa nó tên là Titan luôn hay sao á, nó có màu đỏ này, nó bị đổi hình đổi tên luôn à. Chắc là tại về lý do bản quyền thôi, nên nhà phát hành đổi. Game này nhiều con rồng, nhiều con rồng mang tính gọi là tính hot lắm các bạn à. Đủ đủ loại hết rồi. Rương này ở tầng này có một rương đã lấy xong. Và cái Dream Catcher thì các bạn đã nhận được hết rồi đúng không? Nó ở trong cái đăng nhập hàng ngày một cái. Một cái đó là thay cho sự kiện này các bạn. Còn lại là chuẩn bị Rare Magikon, là trong Magikon sẽ có một cái rương có Dream Catcher trong bắp xích le ngày hôm ngày ngày mốt. Chiều nay thì Rare Magikon, ngày mai thì sẽ ra là bắp xích le. Ngày bắp xích le cũng sẽ có một rương, và ở bên Runner sẽ cũng có một rương nha các bạn. Chúng ta cứ đi lấy hết thôi. Lấy hết rương sẽ đủ 4 vật phẩm. Ngoài cái rương này cắt hơi xe này. Rồi 3 bước. 2, 3. Hai. Giờ mình ra số 3 là đẹp luôn. Rồi ra hai bước các bạn. Rồi rương tiếp theo. Được hai. Cái này mở nhiều rương mới ăn được móc cuối nha các bạn. Móc cuối không dễ đâu, móc 120 không dễ đâu các bạn. Hiện tầm móc 80 là lộn áp rồi. Còn móc cuối thì thôi chịu. Hôm nay còn đánh quest nữa các bạn. Hôm nay là ngày cuối của quest rồi. Các bạn hoàn thành 2 sao hết chưa? Mình thì mình không tốn game để skip quest các bạn. Không tốn game để skip quest. Mình chỉ tốn game để nâng sao và ấp trứng thôi. Mà ấp trứng thì ba con là mười mấy, mỗi con cho mười 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 lăm game, thì ba con muốn 45 game.
tầm 40 game các bạn, và còn năm sau thì 56 game cho 60 game. Thì sự kiện năm sau các bạn chỉ tốn khoảng 100 game cộng với 30 triệu trái cây. 30 triệu trái cây là các bạn có con rồng Heroic 2 sao rồi, bonus thêm một con Legend, một con Epic 2 sao nữa. Rồi tầng tiếp theo. À, ở đây mình sẽ qua kia lấy nha. Quay cái này tưởng rằng tốn thời gian lắm các bạn ạ. Chơi sự kiện mà để tới cuối ngày chơi phải ngồi chơi khoảng tầm 10 phút. Đi liều khác. Lấy rương rồi. Qua bên đây các bạn. Đây đang ở chỗ rương gỗ các bạn. Một rương có vài ngàn phút rồi. Còn lên tới rương đồng tới vài chục ngàn. Mấy cái op này lấy cho vui thôi các bạn ạ. Cho để dành đủ 100 thì chờ tới mùa quýt. Nó ra ram đôn lắm, hoặc ra một con duy nhất thôi. Thành ra mấy cái này lấy cho vui thôi. Đối với rồng VR thì các bạn nên có một con double natural. Mang canh summon happy hole nữa, hoặc đi trade op. Ráng kiếm con double natural về. Sau này đi làm nhiệm vụ whip xích lè nó dễ. Đồng VR thì mình chỉ nhắm con đó thôi, một con duy nhất, double zero thôi. Ôi, 3 lần 3 liên tiếp các bạn, gắt. Rồi, hai bước. Rồi, chuẩn bị lên tầng trên. 2, 3 lần 2 liên tiếp. Giờ tới 3 lần 1 liên tiếp quá. Ủa, lại số 3. Đấy, rương bây giờ là 42.000 trái cây một rương. Jason, con rồng hồi cùng thời với con Element nữa. Rồi số 1 ra rồi. Nãy giờ rửa 3-2 miết rồi, giờ số 1 là ra rồi. Crystal, con đó là con rồng cầm cây kiếm phóng các bạn. Hồi mới chơi cũng khá là thích đấy. Skin ông khá là vui. Rồi, một vật phẩm các bạn. Rồi, giờ lại đi ngược kìa. Vòng lên để leo lên tầng trên. Thank you.
Nếu mà bây giờ anh vô nước ba thì ngon các bạn. Vô nước ba sẽ lấy được cái rương game đấy. Cái rương game chỗ kia. Rương đó sẽ chứa trái cây hoặc là game các bạn. Mà nói chung mở ra game thì khá là ngon. Được tầm 6 game trọng á. Giờ ra số 2 đi nào mọi anh em. Đúng rồi, đẹp. Này, được 6 game các bạn ạ. Rồi, một nước. Ok, lên tầng trên. Chắc lấy được tầm một rương tầng này nữa thôi các bạn. Còn với số lượng con này lên tầng trên lấy một rương nữa chắc không nổi. Vì cái đường xa lắm các bạn. Như các bạn thấy thì cái đường hiện tại đang rất là xa. Rương nằm tít trong kia. Rồi phải đi tít qua bên này mới lấy được. Rồi, ba cái con cừu. Sao mình cảm giác hạt này nó quay hơn hơn sao các bạn? Sao rẻ số toàn chúng ta không này? Nãy giờ ít cái số 1 phải nhỉ? Nãy lại là số 3 nữa nè. Cái này là nó đã lập trình sẵn rồi nha các bạn. Không có sự random đâu. Các bạn tắt wifi các bạn đi các bạn sẽ biết thôi. Là các nước nó sẽ như vậy. Thì bạn thoát game bạn vào lại bạn đi lại vẫn như vậy các bạn. Tức là số nước các bạn rơi ra nó đã lập trình sẵn rồi. Đã lưu sẵn rồi. Chỉ có việc bạn quay tới lần bao nhiêu thì nó sẽ ra số bấy nhiêu thôi. Rồi, màn này rương ở bên kia. Với số con này thì chắc qua là được cái rương. Rồi còn nhiều con này thì đi ra ngoài bên kia lấy cái rương game nha các bạn. Lấy được về cái nào nữa thì lấy thôi. Còn cái này với số con này mà leo lên tầng trên để lấy thêm nữa thì không có gì nữa đâu. Rồi ba bước đẹp. Rồi, lần này là trái cây các bạn, không phải game. Ở ạc này thì con flash hình như là nâng được 5 sao các bạn.
mà muốn nâng 5 sao phải bù dốc cỏ vào. Hai lần quay. Rồi 1 5 up. Một, hai, ba. Rồi, hết sạch. Ok. Đặt này có con flash 4 sao rồi, để mình xem thử. Không, đặt này không có bạn. Đặt kia. Đặt mà number foot nó mới có con 4 sao. Đặt này không phải. Rồi, ok, bây giờ đi đánh quét nha. Rồi, ok, combat các bạn ạ. Hãy cuối cùng rồi. Đặt này đánh quét nữa thì sẽ nâng được Heroic này lên 3 sao nha các bạn. Tại vì hôm bữa đặt này đua lên level, đua lên lab 30. Nên thành ra là có 360 op của dòng Heroic này rồi. Còn với quest này nữa thì lấy thêm được op nữa là lên được 3 sao. Rồi ok, hoàn thành hai quest và quạt chính hoàn thành luôn. Hạt chính cũng đang chờ đánh các bạn, hai hạt đánh cùng lúc. Rồi, còn cái này nữa thì tầm chiều mình sẽ đánh nha, tầm qua 3 tiếng nó sẽ rớt, nó rớt bớt game xuống. Rồi mình sẽ skip game để đánh nha bạn. Cái này thì cuối mà. Tiết kiệm được bao nhiêu game thì tiết kiệm các bạn. Nếu mà bỏ ra 50 game là để lấy một cái rương thì nó cũng rẻ hơn so với việc mua rương. Vấn đề là nay collection không có ống nghiệm các bạn. Đợt trước thì hai đợt collection đều có nhầm. Đúng rồi, có ống nghiệm để trade off. Đợt này thì không xuất hiện lại các bạn. Trong khi phụ của mình thì đang nhầm. Ạc thuê của mình thì đang rất là cần. Đang rất là cần sự kiện khám nghiệm để lấy về. Sau này tích tích góp về tre chặt chính các bạn ơi. Hiện tại thì bên đó vẫn quá ít ốp, quá ít ống để tre. Nè, ai trận West combat. Bên này không có op. Bên này đánh xong cái trận West 1 phải đi nâng sao. Nâng sao sẽ up level 45. Hai Heroic đánh nhau mà Heroic bên này thảm thế nhỉ. Hai Sinbad khách hệ được nhau nè các bạn. À, level 40 hồi mà hơn bên kia. Được đánh trước tuần cũng ăn được các bạn. Đánh sau một tuần có khi thua đấy. Rồi ở ải này thì các bạn cần phải có rồng Heroic level 45. Mà muốn level 45 thì các bạn phải đi nâng sao. Đấy các bạn à, nâng sao tốn 5-6 game. Không, nó ở chỗ đây luôn mà cần gì đâu xe. Đây, nó ở chỗ đây luôn các bạn ạ. À.
Rồi, ok, lên level 45 rồi. Quest combat. À, lên một sao nó khác hẳn các bạn. Đam một cái thì vừa thành. Không có sao hồi đam nó còn bé. Rồi có sao rồi đam nó to lắm. Rồi ok xong quét đi năng lên sao luôn. Này sao luôn không ta? Hay để dành. Về phần tre nè các bạn, hiện tại mình còn 344 ốp ống của hát. Thành ra nếu mà mình tre bên Apple nên bên app à, cái 300 ống này thì sẽ lấy được về 1.500 ốp. Thành ra để lấy được về ốp như thế thì chúng ta phải cần có một cái lượng ốp gốc để tre lại bên kia, các bạn hiểu không? Tức là ở đây mình sẽ, tức là đối với ốp của con Heritage này thì mình sẽ để dành lại 200 này, mình sẽ để dành lại các bạn ạ. À, để dành lại rồi chờ thời thôi. Vấn đề bên kia thì cũng chưa đủ ống, nói chung là vẫn cứ chờ thời để dành chờ thời nha các bạn. Chờ thời khi nào mà tre được thì mình sẽ quay một video tre ốp cho các bạn thấy mãn nhãn luôn, hoặc là lên livestream tre trao đổi ốp. Rồi ok, và video đến đây là kết thúc nha. Chào tạm biệt các bạn.